Võ Công Truyền Kỳ Mobile, tái hiện Võ Lâm 1 trên nền tảng điện thoại, cùng trở về với hồi ức của một thời đánh nhím cày liver kiếm đồ với tựa game huyền thoại gần 20 năm tuổi Võ Lâm Truyền Kỳ, sống lại thời kỳ hoàng kim với chuỗi nhiệm vụ Lòng Ngũ, Lý Mạc Sầu, Phó Nam Bằng và cô nàng Vân Nhi. Võ Công Truyền Kỳ xây dựng trên phiên bản đổ xanh An Bang Định Quốc với tiêu chí hồi ức của một tựa game kiếm hiệp nhập vai, nói không với việc kéo xe, chỉ PK với một ạc duy nhất. Ngoài ra, với việc giả lập cày tiền đã được server quản lý triệt để, mang lại sự công bằng, vui vẻ đến với tất cả những người chơi. Từ anh em làm việc văn phòng hay anh em đang là sinh viên, đến cả các bác kinh doanh bất động sản hay làm việc tự do đều có thể trải nghiệm một cách nhẹ nhàng và thư giãn nhất. Với các hoạt động trong game được sắp xếp theo thời gian vô cùng hợp lý, các trận tống kim, săn bót, công thành chiến hay nhặt quả huy hoàng cùng bang hội diễn ra vô cùng sôi nổi, đúng chất hồi ức xưa. Hào khí Võ Lâm sẽ mang game thủ trở về với những ngày tháng tuổi trẻ của những năm 2005. S5 Đại Giang Sơn Open ngày 4 tháng 11 năm 2023 là minh chứng cho điều đó. Hãy cùng nhấc điện thoại lên và tải game tại website võcôngchuyenky.mobi. Đại Giang Sơn kính chào đón quý bằng hữu.